cũng liên quan đến việc hành pháp. Khi con giao tiếp với người nữ, con luôn tìm cách để giao tiếp và giảng pháp về người nữ, đặc biệt là tăng chi bộ kinh, rồi vân vân. Rồi, với mong muốn việc mình thuyết giảng lên những điều này trước người nữ, để lỡ như tham dục nó có nổi lên thì vẫn có chánh pháp bảo vệ con trước người nữ. Con không biết là làm như vậy đủ chưa hay phải liên tục suy tư và ứng dụng thêm để pháp muôn đời hộ trì cho con, đặc biệt là trước người nữ. Cái này nó cũng khiến sư rất là khó nghĩ. Khó nghĩ là bởi vì chỉ có ba rọi là ăn nó ngon thôi. Thịt tức là thịt ba rọi, tức là nửa nạc nửa mỡ thì ăn nó ngon. Chứ còn con người mà nửa nạc nửa mỡ nó không ra gì hết trơn á. Nghĩa là một á, mình đời thì nó cho nó ra đời, mà đạo thì cho nó ra đạo. Chứ mình cái kiểu mà dở dở ương ương thì nó không ra cái gì hết trơn. Thành ra nếu như mà quý vị muốn ly dục á, thì mình nên từ bỏ đời sống tại gia. Điều đó không có nghĩa là sư nói thôi cứ xả láng sáng dậy sớm đi, thì không phải là như vậy. Nhưng mà rõ ràng á, quý vị đã ý thức được cái sự nguy hại của cái dục rồi, mà quý vị vẫn cứ duy trì đời sống của người cư sĩ tại gia, thì nó chẳng khác nào mình biết con rắn đó là con rắn độc mà mình cứ chọc ghẹo nó hoài. Rồi mình cứ cẩn thận con rắn nó cắn. Mà cái cách tốt nhất để tránh rắn cắn là bỏ đi chỗ khác. Không, mình vẫn cứ ở đó mình nghịch rắn. Rồi cái cách tốt nhất để mà mình không bị phỏng là mình bỏ đừng có chơi lửa nữa. Mình không, mình cứ thích chơi lửa rồi mình nói chơi sao cho nó không phỏng nó mới hay. Thì cái đó sư cũng chịu thua. Cho nên sư mới nói đó nha. Gọi là nửa nạc nửa mỡ thì chỉ có ba chỉ ăn nó ngon thôi. Chứ còn con người mà nửa nạc nửa mỡ là thua, xài không được. Đã ý thức được cái đời sống nguy hại, cái sự nguy hại của đời sống dục lạc ấy, thì nên tính đến cái chuyện ly dục. Chứ còn mà trôi lăn kiểu này thì sư quải lắm. Sư không biết là quý vị sẽ duy trì được bao lâu. Sư từng gặp một cô ấy, thì cô ấy cũng nói là con quán sát là con thấy cái thân này nó bất tịnh ghê lắm, mà con nhìn người nam con thấy ai cũng bất tịnh hết á. Sư nghĩ trong bụng rồi, để đó mà coi. Đúng y như rằng, rồi đến khi cổ gặp một người cổ quán sát không làm sao cho thấy nó bất tịnh được hết là cổ chết. Cổ rớt luôn ngay chỗ đó rồi cổ lấy người ta. Cho nên là nếu như nghe không hiểu sư nói cái gì thì vui lòng nghe lại ha. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có cái bình luận gì về cái vấn đề này không? Kính thưa quý vị, khi mà sư đọc cái câu hỏi này nè, có một cái vế mà sư đọc á, sư không biết nó nên nói là nó không biết nói thế nào luôn thiệt á, nhưng mà sư đợi để sư đọc cho quý vị bị tự hiểu nha. Thì ở đây á, là cái vị này hỏi là cũng liên quan đến hành pháp, thì liên quan đến cái câu hỏi này cũng là tiếp nối câu hỏi trước, là cái vị này sư tạm ngầm hiểu đây là một vị hành giả. Có nghĩa là thực hành tiền tứ niệm xứ đó, thực hành thiền tuệ Vipassana đó, đang là vị hành giả. Có nghĩa là có cái sự mà hành pháp thì sư rất là tán thán nha, sư rất là tán thán. Cái vị nào, bất cứ vị nào mà đã pháp học đã vững rồi mà đi đến pháp hành thì rất sư rất là quý. Tại vì khi mà quý vị hành pháp á, là đúng như là Đức Phật nói, mình khi mình trải nghiệm pháp á, thì mình mới được cái cảm giác mà gọi giống như là cái lưỡi mình nếm được cái vị canh, nếm được hương vị pháp bảo. Còn nếu mình học mình không có hành á, thì vị giống như cái muỗng cái vị canh thôi đó. Cho nên ở đây sư ngầm hiểu cái vị là hành pháp sư rất là tán thán. Nhưng mà rồi á, ở đây á, cái vị này là một cái vị hành giả, nhưng mà có câu như vậy nè, sư thấy nó cũng lạ lạ, đó là khi con giao tiếp với người nữ, con luôn tìm cách để giao tiếp
và giảng pháp. Khi con giao tiếp với người nữ, con luôn tìm cách giao tiếp và giảng pháp. Ở đây sư có một câu hỏi. Ở đây không phải sư bắt bẻ vị, mà là nếu quý vị là một vị hành giả, sư có thắc mắc là tại sao mình có sự an trú trong pháp hành, mình sống như đời sống chánh niệm tỉnh giác, giống như trong kinh Đại Bát Niết Bàn, mà lúc mà Đức Thế Tôn ngài gần nhập diệt thì ngài Anh Đa có hỏi một cái điều mà sư gọi là phải nhấn mạnh, thì vậy câu này phải cảm thán, gọi là tối tối cực kỳ quan trọng, là ngài Anh Đa hỏi cái gì? Bạch Thế Tôn, chúng con phải cư xử với cái với phái nữ như thế nào? Thì Đức Thế Tôn ngài mới trả lời: nè Anh Đa, chớ có nhìn, chớ có lại loại như là ưa nhìn á, hay là thậm chí nhìn á, nhìn đến những người nữ. Rồi ngài Anh Đa lại nói thêm: dạ Bạch Thế Tôn, nếu phải nhìn, quý vị hiểu không, ở đây là nếu phải nghĩa là trường hợp bắt buộc đó, chứ không phải đi, chứ không phải là đụng đâu nhìn đó, đụng đâu quả đó. Mà phải nhìn, cái bắt buộc phải nhìn đó, khi là người nữ họ đến họ cúng dường, hay là họ thính pháp đó, họ đến hộ trì tăng bảo đó, thì mình phải hiểu trong trường hợp này nè. Ngài Anh Đa hỏi Bạch Thế Tôn, nếu mà phải nhìn đó thì chúng con phải như thế nào? Mình phải hiểu là phải như thế nào, đây là cái trạng thái mà tâm phải xử lý như thế nào, chúng con phải xử lý lễ thân lẫn tâm như thế nào. Thì Thế Tôn ngài mới trả lời là: này Ananda, chớ có nói chuyện, ở đây mình phải hiểu là chớ có cái nghĩa là giống như buông chuyện đó, buông chuyện nhiều với người nữ, nghĩa buông chuyện ngoài giáo pháp. Nếu mà người nữ họ pháp họ có cái lòng cầu thỉnh đến cái sự giải thoát thì nói chuyện là hợp lý. Thì nhưng mà trong trường hợp này á, là Đức Phật ngài nói là chớ có nói chuyện, là nếu nói chuyện mà ngoài giáo pháp, mà gọi là đôi khi là nói là trong bốn cái, trong cái 10 thập ác á, mà riêng về phần khẩu á, có gọi là cái nói điều nhảm nhí á, phải hiểu ở đây tình huống này là như vậy đó. Thì Đức Phật ngài nói là này Anh Đa, chớ có nói chuyện với người nữ, phải hiểu động vậy nha. Chứ mình nói là không nói chuyện là không đúng à. Tại vì bây giờ người ta lại cũng người nữ, họ là những người nữ, họ là những cái tín đồ rất là trung thành, mà tín tâm họ rất là lớn, họ bố thí cúng dường mình, mà rồi họ cầu pháp mình, nói là không thuyết pháp này, họ lại không đúng, chia sẻ pháp này không đúng. Rồi ngài Ananda lại hỏi nói thêm là: Bạch Thế Tôn, nếu phải nói chuyện với người nữ thì cái thời con phải xử lý, con phải ứng xử như thế nào? Đây là trạng thái tâm nè, thái tâm là quan trọng nhất, là trạng thái tâm nè. Thì Đức Phật ngài mới nói là Ananda phải an trú chánh niệm. Đó là vì có nghĩa là đó là trường hợp bắt buộc không? Bắt buộc không, nếu mà phải xảy ra trường hợp đó thì mới xử lý như vậy, vì hiểu không? Còn nếu mà mình nói là mình tinh thần vị hành giả, mình nói là khi con giao tiếp với người nữ, con luôn tìm cách để giao tiếp và giảng pháp. Đó. Thì cái này là sư e rằng là có thể vị này đang hiểu sai vấn đề, hiểu sai về cái pháp hành. Sư nói có thể là nghe là buồn sư, hay là giận. Đó, nhưng mà sư bắt buộc sư phải nói sự thật, thưa vị. Sư phải nói lên cái sự thật để quý vị biết, dùng để cảnh tỉnh quý vị, để quý vị có con đường tu tập nó đúng đắn hơn, đúng hơn lời Phật dạy. Hay là thậm chí có thể quý vị theo một cái người thầy nào đó, cho nó có thể nha, vị thầy đó, là họ có thể dạy quý vị cách gì nè, cái cách là phải tu tập như vậy, con phải liên hệ với, giống như Đức Thành Tại nói đó, chế lửa đó, con phải thường xuyên tiếp xúc người nữ để con coi cái tâm con phản ứng thế nào, có dục khởi lên không, vậy mới là tu tập, mới là cao. Hoặc là bên bên những trường phái mật tông, bữa có nói về, có một câu hỏi thưa quý vị, đặc biệt bên những phái mật tông có những cái trường phái mà nó lạ kỳ lắm, bên mật tông có rất nhiều nhưng mà có những trường phái rất lạ kỳ, là họ thậm chí họ lại thử thách cái chuyện đó nữa, việc đó là mà nói là nếu mà bây giờ vượt qua chuyện đó, nó không có bị lây lây động hết trơn với người nữ, vậy mới là siêu, vậy mới là tu, vậy mới cao. Nhưng mà cái này đi ngược lại Phật dạy thưa quý vị. Cho nên là trước khi kết thúc cái lời câu trả lời nè, sư có cái lời khuyên rất là chân thành, là nếu mà mình là vị hành giả thì mình hãy qua cái lời mà khuyên của sư đó, mình hãy xem lại cái cách mà mình đang hành pháp, xem nó có đúng không. Quý vị có thể nói là như vậy, quý vị có thể nói với sư là như vậy, nhưng mà con thấy
cái việc này nó đâu đâu cái gì mà gọi là ấy đâu, miễn theo con giữ tâm thôi à. Nhưng mà khi quý vị đó nói là nó ngụy biện, quý vị đang nói ngược chính pháp. Nếu quý vị may này nghe, may này quý vị có tham gia những khóa thiền tích cực, thậm chí ở những nơi mà có gọi sư gọi có điều kiện á, còn có điều kiện về vật chất á, giống như khóa thiền Venka tổ chức nè đó, thì đa phần á, là họ tách ra một khu nam riêng, khu nữ riêng, hay là những khóa thiền, những cái chương thiền Miến Điện á, là khu nam khu nữ đều riêng cho quý vị, không bao giờ chung. Chỉ khi còn là có những trường thiền mà cơ sở vật chất không có, bị hiểu không, do không có bị cơ chất bị hạn hẹp quá đi, thì phải đối đế, gọi là đối đế thì mới cho là cần si nam và cần si nữ, người nam và nữ đó là hành thiền chung, nhưng cũng phải tách riêng, thưa vị, tách riêng riêng ra, chứ cũng không phải là ngồi xen kẽ lẫn nhau nữa. Ví dụ mới hiểu cái tầm quan trọng nó như vậy. Thì cũng mong là qua cái lời mà nhắn gửi nè, thì quý vị sẽ hiểu hơn và có cái sự thực hành nó đúng đắn hơn. Cũng xin kết thúc bằng trả lời câu hỏi này. Đại Đức Tuệ Tường nói một cái mà sư quên, sư chưa có nói đó. Người nữ á, mình lo mình tránh còn không kịp, chứ ở đâu mà có cái chuyện là cố mà đi tìm để mà thuyết pháp cho người ta nghe. Thành ra là nghe lại, nếu mà chưa có hiểu thì nghe lại. Đại Đức Tuệ Tường nói cái sự kiện là Ngài Ananda hỏi Đức Thế Tôn về cách cư xử đối với người nữ ha. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.